Thay lại dịp xin hành kính chào uh, quý khán giả uh, một lần nữa đã đến với kênh YouTube TV Broadcasting do cá nhân của tôi uh, thực hiện. Uh, thưa quý vị, uh, hiện tại là khoảng uh, 10 giờ rưỡi sáng uh, ngày thứ ba trong tuần, ngày 22 tây tháng 12 năm 2020 uh, và đề tài của ngày hôm nay uh, như là cái headline của tôi đã viết đó là các đài uh, TV binh vực cho Tổng thống Donald Trump uh, phải đính chính những thuyết âm mưu cuồng, à, đó là cái đề tài trong ngày hôm nay thưa quý vị. À, tại mà tại sao tôi uh, chọn cái đề tài này đó là vì cái chuyện đó nó cũng đã vừa xảy ra khoảng uh, một ngày trước. Uh, thay là dịp không biết là khi mà quý vị xem chương trình này thì nó là vào vào giờ nào, cũng như là ngày nào của ngày hôm nay. Nhưng mà thưa quý vị độ uh, uh, một ngày trước đây đó, một ngày một ngày rưỡi trước đây, thì uh, các cơ quan truyền thông bên lệ phải mà thường xuyên binh vực cho cái khuynh hướng của tổng thống Donald Trump à, đã phải có những cái lời đính chính như sau à, và à, thưa quý vị à, đài Fox News đài à, Newsmax đều có những cái phần đính chính tương tự như vậy và họ, đến, họ phải đính chính những cái thuyết âm mưu trong thời gian qua mà họ đã để cho những khách mời của họ à, tha hồ mà phổ biến những thuyết âm mưu này trên các đài truyền hình của họ và ở trong uh, vài tuần trước đó thì họ đã có nhận được họ đây là các cơ quan truyền thông này họ đã nhận được một cái uh, một cái đơn uh, luật từ luật sư của uh, hai công ty uh, Dominion và cũng như là công ty Smartmatic và sau khi mà họ tham khảo với các luật sư của họ thì chắc rằng là, là, là họ biết rằng là họ đã không có đủ cái uh, cơ sở pháp lý cho nên lần trong uh, ngày uh, trước họ đã phải lên TV để mà đính chính uh, những cái lời cáo buộc mà các nhân vật uh, khách mời của họ mời lên đã đưa ra và cũng như là các vị dân cử các các uh, chính khách bên Đảng cộng hòa đã đưa ra trong suốt uh, tháng 11 vừa qua cũng như là trong tháng 12 về những thuyết âm mưu liên quan đến vấn đề gian lận bầu cử. Thì thưa quý vị, uh, sau đây chúng tôi xin mời quý vị xem một cái bài đoạn video rất là ngắn thôi, uh, chưa đầy 2 phút, uh, do một cái người xuống ngôn viên của đài truyền hình Newsmax đã uh, đưa ra và để đính chính những thức âm mưu này nhằm uh, để mà bảo vệ cho công ty Newsmax không có bị những cái nguy cơ mà bị tố tụng nữa. Uh, sau khi quý vị xem những cái, cái cái phần video rất là ngắn này, chúng tôi sẽ uh, đi qua những cái chi tiết đó. S xin mời quý vị xem video đó. Since election day, uh, various guests, attorneys, and elected officials have appeared on Newsmax and offered opinions and claims about Smartmatic and Dominion Systems, both companies that offer voting software in the U.S. And uh, Newsmax would like to clarify its news coverage and note that it has not reported as true certain claims made about these companies. There are several facts our viewers and readers should be aware of. Newsmax has found no evidence that either Dominion or Smartmatic owns the other or has any business association with each other. We have no evidence that Dominion uses Smartmatic software or vice versa. No evidence has been offered that Dominion or Smartmatic used software or reprogrammed software that manipulated votes in the 2020 election. Smartmatic has stated that its software was only used in the 2020 election in Los Angeles, was not used in any battleground state contested by the Trump campaign. Newsmax has no evidence to the contrary. Dominion has stated the company has no ownership relationship with the Pelosi family the feinstein family, the clinton family, hugo chavez, or the government of venezuela. neither dominion nor smartmatic has any relationship with george soros. smartmatic is a u.s. company and not owned by the venezuelan government, hugo chavez, or any foreign official or entity. smartmatic states that it has no operations in venezuela. while the company did election projects in venezuela from 2004 to 2017, it states it was never founded by Hugo Chavez nor did it have a corrupt relationship with him or the Venezuelan government for more on this please go to our website at newsmax.com read facts about Dominion smart manic that you should know quý video 48 Những headline này uh, của tờ Washington Post, của công ty Yahoo News uh, cũng như kể cả Newsmax cũng đã đưa tin nói rằng là họ phải đính chánh những cái thuyết âm mưu trong thời gian qua. Và sau đây chúng ta xin uh, lượt qua những cái phần nội dung uh, của cái người sứ ngôn viên trên Newsmax nói như sau Ông nói rằng là từ uh, sau ngày bầu cử, những khách mời và cũng như là các vị uh, dân cử mà đã xuất hiện trên những chương trình Newsmax đã đưa ra những ý kiến cá nhân của họ về uh, công ty công nghệ smart và cũng như là công ty công nghệ dominion. Uh, sau đây newsmax muốn được đến chính những điểm này là trong thời gian qua newsmax nói tiếp là họ không có được những bằng chứng để cho thấy rằng là công ty smart hay là công ty dominion có những cái quan hệ thương mại với nhau cũng như là công ty này và cũng như là công ty kia đã sử dụng cái phần mềm của đối phương uh, trong cái công ty của họ đó là cái uh, cái lời đính chính đầu tiên cái lời đính chính thứ hai rằng là newsmax không có được những bằng chứng nào uh, để cho rằng là hai công ty này đã sử dụng lại phần mềm của họ hay là đã tái uh, kiến thiết lại phần mềm của người khác để mà thao túng những lá phiếu được bỏ uh, trong cái kỳ bầu cử vào năm 2020 À, đến chính thứ ba là Smart à, là một công ty đưa ra những phần mềm liên quan đến vấn đề bầu cử. Nhưng trong năm 2020, cái phần mềm của Smart chỉ được sử dụng ở tại quận hạt Los Angeles thôi, ở tại miền Nam California. Và, và cái phần mềm này không được sử dụng tại những tiểu bang chiến địa mà hiện nay Tổng thống Donald Trump đang thách thức cái kết quả bầu cử tại những tiểu bang đó đến chính thứ tư thưa quý vị đó là công ty Dominion uh, không được sở hữu bởi gia đình của Pelosi, gia đình của Feinstein Feinstein nên đó là thượng nghị sĩ đảng Feinstein, uh, gia đình của Clinton và cũng như là không được sở hữu bởi uh, nhà độc tài Hugo Chavez và chính phủ của Venezuela. À, đó là cái đính chính uh, thứ uh, thứ tư, đính chính thứ năm thưa quý vị. Công ty Smart Medic là một công ty uh, Mỹ chứ không phải là một công ty sở hữu bởi bất cứ các chính quyền nước ngoài nào, bao gồm luôn kể cả Hugo Chavez. À uh, đính chính thứ sáu thưa quý vị là công ty Smart hiện nay không có những cái hoạt động gì ở tại Venezuela cho dù rằng là trước đây từ năm 2004 cho đến năm 2007 công ty Smart Medic đã có một số các hoạt động liên quan đến một số các dự án bầu cử tại tiểu bang tại quốc gia Venezuela. Đó là cái lời đó là tóm tắt lại những cái lời đính chính của Newsmax mà của cái video mà quý vị vừa mới xem Chúng tôi xin tạm dịch lại hay là tóm tắt lại những cái điểm chính cho những quý vị nào mà không có thích nghe À, các thông tin bằng tiếng Anh mà, mà quý vị quen à, với những thông tin bằng tiếng Việt nhiều hơn. thì thưa quý vị, cái chuyện này nó à, nó xảy ra à, như thế nào, à, chúng tôi xin đi ngược lại một thời gian ch chút xíu để cho quý vị nắm rõ những cái thông tin của cái việc này. thưa quý vị, trong suốt một tháng rưỡi vừa qua, thì có rất nhiều người à, mà chúng tôi cho rằng là những cái người dư luận viên đó như là à, bà Sydney Powell, ông Linwood và cũng như là một số các chính khách bên đảng cộng hòa, họ thường xuyên phổ biến những cái thuyết âm mưu nói rằng là uh, vì những cái hệ thống bầu cử uh, do công ty Dominion hay là Small Medic đã thao túng và nó cứ chuyển cái lá phiếu của họ từ ứng cử viên này qua ứng cử viên kia, chỉ quý vị là chúng tôi đang đang ám chỉ là từ ứng cử viên nào qua ứng cử viên nào rồi, thì những cái người mà dư luận viên như vậy, họ luôn thúc đẩy những cái thuyết âm mưu à, là có những cái sinh hoạt à, mờ ám trong kỳ bầu cử à, năm 2020 với cái diện rộng đủ để mà cướp đi cái chiến thắng của Tổng thống Donald Trump thì khi mà họ được mời lên trên các cơ quan truyền thông ở bên lề phải đó, ví dụ như là One America News Fox News, Newsmax thì họ tha hồ mà họ họ chia sẻ những cái thuyết âm mưu này với khán giả của các cơ quan truyền thông đó cũng như là đối với những người mà đang theo dõi họ trên các uh, trang mạng xã hội riêng của họ như là twitter facebook cũng như là youtube thì thưa quý vị ở trong thời gian qua có nói cái thuyết âm mưu và nó khiến cho rất nhiều người bị ngộ nhận là cái kỳ bầu cử năm 2020 có nhiều cái uh, sự mờ ám mà ông joe biden không phải là một cái người uh, đã thắng cuộc một cách công bằng thì cái đó là cái thuyết âm mưu. Thì bây giờ trở lại với những cái thuyết âm mưu đó. Thưa quý vị, là trong thời gian qua, uh, công ty Smartmatic và công ty, cũng như là công ty Dominion vào khoảng chừng giữa tháng 12, đó, uh, họ đã đưa ra một cái thông cáo báo chí nói rằng là họ đã gửi những cái thư từ pháp lý từ luật sư của họ đến với ba cơ quan truyền thông mà chúng tôi vừa nói và nói rằng là nếu mà các cơ quan truyền thông này không có điều chỉnh và cũng như là không có thu hồi lại những cái lời cáo buộc vô căn cứ uh, từ những cái người khách mời của họ đối với là công ty của họ đó đối với các, đối với các công ty này thì ba cơ quan truyền thông vừa rồi phải chịu trách nhiệm về vấn đề pháp lý và phải bồi thường lại những cái tổn thất về vấn đề gọi là thương mại À, cho Smart Medic và cũng như là cho Dominion. Thì thưa quý vị thấy rằng là cái thư của Smart Medic và Dominion gửi ra cho Fox News, Newsmax và One America News là khoảng chừng ngày 14, ngày 15 tây tháng 12. À, hôm nay là ngày 22 tây tháng 12. À, ngày hôm trước thì các cơ quan truyền thông bên lề phải này đã phải lên đính chính Tại vì họ biết rằng là sau khi mà họ nhận được những lá thư này, họ tham khảo với lại đội ngữ luật sư riêng của họ và chắc có lẽ là họ nhận được cái lời cố vấn rằng là uh, cái, 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 uh, cái lá thư từ Smart Medic và Dominion nó có cái cơ sở pháp lý cho nên rằng là các cơ quan truyền thông bên lề phải này phải đứng ra để mà đính chính vì không đời nào mà họ họ nói cho đã trong một tháng rưỡi rồi mà nếu mà luật sư của họ mà không có cảnh báo cho họ rằng là quý vị đang uh, đang đưa những cái tin đồn thất thiệt mà nó ảnh hưởng đến cái Uy tín và cũng như là cái cái thương mại cái cái lợi nhuận của những công ty kia đó thì quý vị có thể phải chịu trách nhiệm nếu mà quý vị không có đính chính về những cái lời cáo buộc này thì quý vị thấy là trong ngày trước đó là những người như là uh, Lou đó Maria ở uh, uh, trên Fox News đều phải đến chính cả dĩ nhiên là cái hình thức họ đến chính nó, nó nó có khác bên Newsmax thì tự đưa xuống ngôn viên của mình lên để mà đến chính như là quý vị vừa xem trong cái video vừa rồi còn bên Fox News thì họ đến chính bằng cách rằng là họ mời một cái chuyên gia lên trên đài truyền hình của họ rồi họ hỏi là những cái câu hỏi cần thiết để mà cho những người chuyên gia đó uh, minh bạch hóa và điều chỉnh lại những cái nội dung từ những khách mời khác thì uh, chúng tôi nghĩ rằng là Fox news uh, lém hơn trong cái vấn đề này uh, khi mà họ đến chính bằng kiểu rằng là uh, những khách mời mà họ mời lên trước đây đưa ra những cái lời cáo buộc như vậy thì bây giờ họ lại mời những khách mời uh, mà sẽ đưa ra những cái uh, kết luận nó ngược lại với những cái, cái thuyết âm mưu của những vị khách mời trước thì theo tôi đó uh, Fox, News, Fox News họ họ lém hơn trong cái vấn đề mà đính chính những thông tin vừa rồi còn Newsmax thì uh, uh, họ họ lên và họ họ đính chính bởi cái người xuống ngôn viên trong đại của họ thì thưa quý vị uh, đó là cái việc mà gọi là truyền thông bên lề phải phải đến chính những cái thuyết âm mưu do các dư luận viên cuồng đưa ra trong một thời gian gọi là một tháng rưỡi vừa qua thì bây giờ chúng tôi xin đưa ra một cái nhận xét khác về là tại sao mà nó có cái hiện tượng như vậy và những cái thuyết âm mưu này nó sẽ không có được mà gọi là ngưng ở tại đây thưa quý vị Fox News, Newsmax, One American News tương đối là những công ty có tài sản và họ là những công ty uh, vẫn muốn duy trì hay là phát triển cái doanh nghiệp của họ. Cho nên rằng là họ không có như là nói theo tiếng gọi là bình dân đó là đây là những công ty mà gọi là có tóc. đúng không? Chúng tôi nói như vậy là để để cũng cũng hơi chọc mình vì xưa để, uh, tôi thì, thì thì không còn một cái uh, À, tóc nào cả nhưng mà ba cơ quan truyền thông vừa rồi là những công ty có nhiều điều mà họ có thể mất thì khi mà họ bị cảnh cáo rằng là quý vị đưa ra những thông tin uh, sai lệch ảnh hưởng đến uy tín của người khác thì họ phải đến chính nhưng theo tôi đó thì chúng tôi không nghĩ rằng những công ty mình Smart hay Dominion mà họ gửi những cái lá thư này tới cho những người như là Sydney Powell hay là Linwood thì bên kia họ đến chính. Hay là nếu mà uh, giả dụ hay là ví dụ mà nếu mà hai công ty này Smart và Dominion mà họ biết được rằng là có rất nhiều các YouTuber trong cộng đồng Việt Nam thường xuyên mà gọi là lặp đi lặp lại cái thuyết âm mưu về về cái cái phần mềm cái software của họ đó thì chưa chắc là họ đã gửi thư cho những người này và cho dù rằng là nếu mà họ có gửi thư cho những người này đó thì chưa chắc là họ sẽ ngưng hay là những người này họ sẽ ngưng uh, cái việc mà là tiếp tục phổ biến những cái những cái fake news những cái tin giả này là tại sao thưa quý vị là tại vì chưa chắc là những cái người đó có uh, có cái tài sản để mà bị mất chúng ta không biết được là hai ông bà luật sư Linwood và Sidney Powell có bao nhiêu tài sản họ không phải là viên chức chính quyền cho nên là hàng năm đó họ không có cần phải kê khai tài sản của họ cho nên là mình không biết được là tài sản của họ là bao nhiêu cả và chúng tôi cũng không có dám gọi là là phỏng đoán là họ là người có tài sản nhiều hay là hay là họ là những người trắng tay chúng ta không nói đến chuyện đó nhưng mà bây giờ mình chỉ nói đến uh, những youtuber trong cộng đồng Việt Nam cũng như là ngoài cộng đồng Việt Nam đi Tại vì thưa quý vị, trong trong cái thời đại uh, hiện nay đó, rất là dễ để mà cho uh, chúng ta có có cái phương tiện để mà uh, chuyển tải những thông tin trung thực có, sai lệch có. T là tại vì có rất nhiều người họ chỉ cần có một cái điện thoại iPhone gắn trên cái tripod uh, và họ có thu được một cái video và họ đưa lên uh, trên mạng rồi. Họ đâu có cần mà gọi là uh, giống như là việc face TV phải có đèn đúc mà đầy đủ hay là có những cái background mà đầy đủ đâu à, tôi có uh, những khi tôi cũng có có, có nói về một số cái đài truyền, đài truyền thông uh, chính thống ở đây đó là trong cái thời đại này uh, khán giả họ không có nặng về vấn đề hình thức nhiều bằng cách rằng là họ nặng về cái nội dung và cái sự bình luận của cái, cái chương trình đó thì thưa quý vị đối với những youtuber mỹ có việt nam có chưa chắc là họ có gì để mà mất nhiều. Cho nên rằng là bây giờ họ có nhận được những cái lá thư uh, cảnh cáo từ những công ty như là Smart hay là Do hay là domain đó thì tôi cũng phải đưa ra một cái lời kết luận rằng là chắc là họ cũng không có ngừng với cái vấn đề là thúc đẩy những cái thuyết âm mưu đâu. Những cái người dư, dư lượng viên này sẽ không ngừng thúc đẩy những cái thuyết âm mưu đó, đó là tại vì Uh, họ là những người mà gọi là have nothing to lose hay là họ là những người mà have very little to lose uh, họ họ biết rằng là Hãy mà họ càng nói ra những thông tin những thuyết âm mưu rất là giật gân thì cái số lượng mà gọi là uh, khán giả mà muốn nghe theo họ đó thì, thì có thể là càng nhiều là tại vì họ duy trì được cái sự chú ý của cái lượng khán giả mà chỉ muốn nghe những thông tin nào mà có lợi cho một phía và có hại cho phía kia. Và miễn sao là cái thông tin nào mà nói rằng là cái nhóm đó, cái nhân vật đó, cái, cái đầm lầy đó, cái tổ chức đó đều là bị Trung Cộng mua hay là đều bị Cộng sản thao túng. Thì có một số lượng khán giả họ rất là thích nghe những cái tin như vậy. Chúng tôi nói tin là tại vì chúng tôi không biết rằng là dùng cái gì, dùng cái chữ gì để mà nó thích hợp hơn nữa. Tôi chỉ biết rằng là có một số lượng khán giả thích nghe, muốn nghe những thuyết âm mưu là tại vì không chấp nhận được cái 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 kết quả hiện, mà mà hiện tại. Có một số đông khán giả đã từng để lại những cái lời nhắn trong cái phần comment của của uh, các video trước của tôi đó và hỏi rằng là Tyler Diệp có tin là có vấn đề gian lận hay không? Câu trả lời là như sau thưa quý vị. Tôi biết và tôi đã đọc được là trong kỳ bầu cử vừa qua có một số các trường hợp gian lận lấy ví dụ như là trong uh, trong ngày trước uh, đã có một tin rằng là một cái người đàn ông tại tiểu bang Pennsylvania đã bị truy tố với cái tội danh là ông này đã uh, dùng cái lá phiếu của một cái người uh, mẹ của ông cái người quá cố rồi đó để đi mà đi bỏ phiếu cho tổng thống Donald Trump cái tin đó là cái tin mà tôi đọc được ngày hôm qua quý vị thấy cái đây có thể thấy cái headline ở đây thì khi mà trả lời với quý vị mà trả lời một cách công bằng hay là công tâm thì tôi trả lời rằng là nó có thưa quý vị ở một số các trường hợp nhỏ ở tại một số các tiểu bang dĩ nhiên rằng là cũng sẽ có một số người cố tình làm bẫy làm ẩu vì họ họ mong muốn một cái kết quả bầu cử nào đó mà họ dám mạo hiểm để làm cái việc đó thì thưa quý vị cái câu trả lời rằng là nó có nhưng chúng tôi cũng muốn mượn cái câu phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp William để mà trả lời cho quý vị trong cái phần 2 đó rằng là tới thời điểm này chúng ta chưa thấy được những bằng chứng nào mà nói rằng là trong kỳ bầu cử vừa qua đã có những cái sinh hoạt gian lận bầu cử trong diện rộng mà nó có thể thay đổi được cái kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa thì thưa quý vị cái câu phát biểu của ông William Barr là một cái câu mà chúng tôi uh, vẫn nhớ đến ngày hôm nay cho dù rằng là ông nói cái việc này khoảng chừng 2 tuần trước đây thôi nhưng mà tôi vẫn nhớ và tôi, tôi muốn dùng cái câu trả lời đó của ông Barr để mà trả lời lại với những câu hỏi của một số các quý khán giả và để, để lại comment cho tôi và họ hỏi rằng là Thái Diệp có tin rằng là trong kỳ bầu cử này có cái sự gian lận hay không? Thì để trả lời cho quý vị, chúng tôi vừa mới đưa ra hai cái ví dụ của một người đàn ông đã bỏ phiếu cho một người đã chết ở tại tiểu bang Pennsylvania mà đã bỏ phiếu cho ông Trump. Cũng như là cái câu phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Để mà cho quý vị thấy rằng là không có một cái hệ thống bầu cử nào nó hoàn hảo cả cho dù là ở tại nước Mỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng là nó có những cái âm mưu, những cái kế hoạch trong một cái bình diện rộng mà có thể thay đổi được mười mấy ngàn, cả chục ngàn lá phiếu, vân vân Thì tới giây phút này chúng ta vẫn chưa thấy được những cái bằng chứng ở cái đó. Có nhiều tiểu bang đưa ra những cái cách bầu cử nó có lợi cho đảng này và nó có hại cho đảng kia, thì cái đó là có. Thưa quý vị, cái đó tôi thừa nhận là cái luật chơi hợp pháp của những tiêu bang, nó một phần nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả bầu cử. Lấy ví dụ, bỏ phiếu khiếm diện càng dễ dàng, bỏ phiếu uh, qua cái đường thư bưu điện càng dễ dàng, thì trên một cái diện rộng, nó có lợi cho các cử tri của đảng Dân Chủ, nó có lợi cho các ứng cử viên của đảng Dân Chủ nhiều hơn. Nếu mà chỉ hạn hẹp về cách bầu cử tại những phòng phiếu trong ngày bầu cử mà thôi đó, thì cái việc này nó có lợi cho các ứng cử viên bên Cộng Hòa cũng như có các cử tri bên đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Nhưng cái đó là, là cái luật chơi của những tiểu bang. Và những cái luật chơi này được đặt ra bởi các viên chức chính quyền của những tiểu bang đó cho nên là nếu mà chúng ta nói rằng là nó gian lận thì về vấn đề mà gọi là lý lệ pháp lý đó nó không phải là gian lận mà chỉ rằng là bên nào có quyền trong tay và khôn ngoan hơn để mà đưa ra những cái luật lệ có lợi cho cái đảng của họ trong cái tiểu bang đó lấy ví dụ như là ở tại tiểu bang california từ bang California là bây giờ là bây giờ muốn hay không đó thì cử tri đều nhận được lá phiếu kiếm diện. Cho nên rằng là cái cái mức mà tham gia bầu cử của người dân đó nó rất là cao. Tại vì bầu cử quá dễ dàng. Và đây cũng là cái 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 cái, cái mục tiêu của bên Đảng dân chủ tại tiểu bang California tại vì họ họ biết rằng là bầu cử dễ dàng đó thì những cử tri trẻ mà thờ ơ trong vấn đề bầu cử đó sẽ rất sẽ sẽ đi bỏ phiếu rất là dễ. Còn nếu mà nói rằng là một cái người trẻ tuổi 18, 19 tuổi mà đi phải đi xếp hàng trong cái cái phòng phiếu mà đợi hai ba tiếng đồng hồ mà đi đi bỏ phiếu là cái chuyện đó, nó nó hiếm đó. À, tôi cũng chưa chắc là tôi làm được nữa. phải đợi hai ba tiếng đồng hồ nhưng đây là cái luật chơi của mỗi chủ bang và trở lại với cái đề tài trong ngày hôm nay là bây giờ những cơ quan truyền thông mà gọi là binh vực tổng thống Donald Trump trong suốt một cái thời gian 4 năm vừa qua Trong suốt kỳ bầu cử vừa qua Cũng như trong suốt cái thời gian mà ông Trump vẫn thách thức Cái cuộc bầu cử này Phải đính chính lại những cái lời cáo buộc Vô căn cứ Từ những người mà tôi cho rằng là Những dư luận viên Đang cố tình à, Tạo ra cái sự hoang mang và ngộ nhận Trong à, Xã hội Và chúng tôi hy vọng rằng là Những cái lời đính chính này Không phải là từ miệng của tôi ra những cái lời đến chính này là từ miệng của các sứ ngôn viên của các đài truyền hình mà Tổng thống Donald Trump vẫn thường xuyên khuyến khích phe ta nên xem nhiều hơn. Ví dụ như là Newsmax, ví dụ như là One American News, cũng như là một số chương trình trên là truyền hình Fox News. Ông Trump thì ông, ông chê Fox nhiều lắm rồi, ông nói là cái chương trình buổi sáng thì nó rất là tệ. Muốn xem Fox thì chỉ xem vào những chương trình buổi chiều thôi. À, bởi những cái người mà gọi là à, bình luận viên như là Tucker Carlson, à, Sean Hannity hay là Laura Ingraham, còn những cái chương trình buổi sáng mà họ phỏng vấn các chính khách à, của lưỡng đảng đó thì ông nói rằng là tệ lắm. Đi có để có cùng xem. Thì, thưa quý vị, hy vọng rằng là qua cái phần video này và cũng như qua cái sự nhận xét cá nhân của tôi, đó, à, tôi hy vọng rằng là chúng ta có à, thể tiếp tục à, cởi mở trong vấn đề suy nghĩ là cái, cái kết quả bầu cử của năm nay nó như thế nào chúng tôi biết rằng là đối với một số các quý khán giả chúng tôi sẽ không bao giờ mà thành công trong cái vấn đề uh, chia sẻ thông tin với quý vị uh, một cách uh, thoải mái uh, tuy nhiên đối với những quý khán giả nào mà vẫn còn đang uh, open open đây là mở mang tư tưởng đó, mà có thể tiếp nhận được những thông tin trái chiều hay là những thông tin mà mình không có muốn nghe đó à, cho dù rằng là mình nghĩ là nó nó đúng thì hy vọng rằng là một lần nữa đây cũng là một cái cách mà để cho à, tôi à, chia sẻ những gì mà tôi à, thấy được à, biết được à, đến cho quý khán giả à, thay là Dịp xin cảm ơn quý vị rất nhiều và một lần nữa à, nếu mà quý vị chưa có cái uh, cơ hội để mà subscribe thì xin quý vị bấm cái nút ở dưới đây cũng như là bấm cái cái chuông mà kế bên cái nút subscribe À, để mà ghi danh vô, ch vô chương trình này và thay lời dịp xin hẹn quý vị lại à, một video cụ kỳ tới và tôi biết rằng là tôi vẫn còn nợ quý vị một cái video à, về một cái tờ báo xin cảm ơn quý vị rất nhiều